Ai Tết mùng 2 Tết bây giờ biết làm gì giờ? Giờ mình nướng nướng rôm, cá lép, bàn cá mẫu còn nặng ký, cá 3 ký. Rồi nướng kia kiếm cá vô kia mà nướng vậy. Khi nào ra dừa rụng trời. Vậy đâu cần ướp gì trong đây phải không Dượng? Không chui mà. Nướng cái này dễ nè. Nướng chua vậy thôi, chắc 2 nhúm rạ là chín rồi. Hôm nay ăn cá mình để hơi cao phải không? Kem cao. Trái luôn á Dượng ơi. Trái đâu? Chín rồi. Chín á. Rồi để nó hầm hầm vậy lại, đừng đừng vô vô rơm nữa. Cá. Hôm nay nó táp lên là chín không? Làm chắc vô một cái nữa gì mày chín gì. Đây là cá lóc nướng rôm. Đây cá gì hồ ăn rồi hay gì? Rồi ăn chưa xong rồi. Rồi mới gì luôn. Bình nó đi.
Xì xì xì. Khoai lang hả? Khoai lang, cái khoai lang vậy. Ủa cái này nướng khoai lang cũng ngon á. Sao nhìn cá giống cục phun vậy? Phật cái đầu ngoài á. Cá khâu. Nãy giờ tôi chưa về tử đâu. Đâu. Miếng có. Đừng rồi xét, xét nắp lắm nha. Đừng rửa rồi ra nha. Xét nắp lắm á. Rồi vô thâu. Chụp hình. Sao không cầm iPad con đi chụp? Hả? Sao không được cái iPad cho nó đi chụp hình? Ôi mẹ không cho. Ừ.